Chiều hôm qua tại nhà khách Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, cụm thi đua số 9 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua của cụm. Cụm thi đua số 9 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật gồm các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ do Liên hiệp hội Sóc Trăng làm cụm trưởng và cụm phó là Liên hiệp hội Bạc Liêu. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong cụm đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nội dung phương thức hoạt động được đổi mới, chất lượng được nâng cao. Các liên hiệp hội đã chủ động tập hợp đoàn kết phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, tạo được mối liên hệ gắn kết với nhau, cùng nhau tổ chức thi đua mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao vị thế của liên hiệp hội tại địa phương. Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua còn nghe đại diện Liên hiệp hội Bạc Liêu trình bày báo cáo về tình hình kết quả thực hiện công tác xã hội hóa nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh. Bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, Liên hiệp hội các tỉnh trong cụm cũng đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại hạn chế, đưa ra nội dung phương hướng nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dịp này, các đại biểu cũng đến tham quan các mô hình sản phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 10 do Liên hiệp hội Bạc Liêu phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức.